Dạ con mời bà ngồi. Dạ con mời bà uống nước. Dạ tiểu thư ơi, có bà qua chơi. Sao lạnh quá vậy bà? Cái gì? Lẹ, kêu Văn Trọng về liền. Mau. Dạ. Cô già, cô già. Tiểu thư. Tiểu thư làm sao? Chết rồi. Mày nói gì vậy lẹ? Chết rồi. Kiều Như. Kiều Như. Kiều Như. Cô chủ chết rồi. Kiều Như. Cô chủ chết rồi. Nhạc mẫu. Bảo quan. À, không dấu vết gì nữa. Được rồi. Rượu. Dạ. Lẹ, rượu đâu? Dạ. Cô gia. Người bên Phủ An mới báo thi hài của tiểu thư mất rồi. Chào. Cái gì? Cô gia, bình tĩnh đi cô gia. Kiều Như. Cô gia cẩn thận. Cẩn thận cô gia. Quá lắm rồi, dám đột nhập vào phủ của ta để trộm xác. Ắt hẳn tên này rất là to gan. Còn các ngươi nữa, làm dạ. Việc rất là tắc trách. Dạ bẩm đại nhân, tất cả các lính canh đều bị xông thuốc mê nên không có đổ thừa cho chuyện gì hết. Bây giờ là phải chú tâm để tìm ra hung thủ đi nè. Dạ bẩm đại nhân, theo thần phán đoán, việc trộm xác lần này chính là để xóa sạch những dấu vết của kẻ giết người còn vương vãi trên xác của nạn nhân. Nhưng trong lúc ta kiểm tra thi thể, ta không tìm ra được một chứng cứ gì mà đáng ngờ hết. Không lẽ ta bỏ sót một cái gì nữa hay sao? Thần đã suy đi nghĩ lại nhưng vẫn chưa tìm ra thiếu sót trong quá trình nghiệm thi. Nhưng để có thêm chứng cứ để tìm ra động cơ gây án của hung thủ, thần đã cho người đi điều tra tất cả các mối quan hệ, kể cả người thân của Như Thị, và cuối cùng cũng có kết quả. Văn Trọng. Là Văn Trọng. Thẩm đem thuốc này về cho phu quân dùng. Ít hôm nữa tới đây ta sẽ đưa thêm thuốc. Dạ. Ở đây đâu phải là cái cổng chùa mà đến lấy thuốc từ thiện. Không có ngân lượng thì khỏi lấy thuốc. Đương tử à, nàng nể tình ta mà rộng lượng giúp cho phu thê họ được không hả? Có được lần một thì sẽ có lần hai. Sao chàng định để cái cửa hiệu này vì cái lòng từ bi hảo quyền của chàng đóng cửa thì mới vừa lòng đúng không? Đương tử à, họ chỉ mua chịu ta lần này thôi, không phải là lấy luôn đâu. Phu quân của thẩm ấy đang rất là nguy cấp,
Nếu mà không có thuốc thì ta e là chết. Biết đâu tướng công của cô chết sớm á, lại là một cái niềm hạnh phúc cho gia quyến thì sao? Kiều Như. Dạ dạ dạ, tôi xin ra tạ tấm lòng rộng lượng của thầy. Tôi không cần nhận đâu ạ. Nhưng mà dạ thôi, tôi xin phép thầy tôi về. Thấm, nàng buộc phải chặt lòng chặt dạ, có những là nhẫn tâm như vậy hả? Ta có nói sai sao? Nàng không sai, vì đó là suy nghĩ, quan điểm riêng của nàng. Còn với ta, thấy chết mà không cứu thì nó còn gì là đạo lý, còn gì là lương tâm của người thầy thuốc nữa. Đạo lý, lương tâm hả? Chàng nghĩ đạo lý lương tâm đó có đổi được bạc vàng cho chàng hay không? Hay là đổi được cho chàng một cái cửa hiệu y dược nào lớn hơn ở đây nữa sao? Chàng nói cho ta nghe thử xem. Sao đột nhiên chàng câm như hến vậy? Hay là đến bây giờ chàng mới nhớ lại thân phận, vị trí thật sự của chàng? Tất cả những gì của chàng có ngày hôm nay đều là do hiển khảo của ta ban cho. Nếu như chàng không biết thân biết phận thì ta có cách để khiến cho chàng mất hết tất cả. Sao ít vậy? Mùa này khí hậu mát mẻ nên là mầm bệnh không phát tán. Vậy thì mình phải tìm cách tăng thu giảm chi rồi. Chàng tăng ngân lượng khám bệnh, sau đó rút bớt dược liệu lại. Nàng nói cái gì vậy? Mỗi thang thuốc phải đủ lượng đủ liều thì mới phát huy hết tác dụng của thang thuốc đó. Bây giờ nàng kêu ta rút bớt dược liệu, chẳng khác gì khiến cho bệnh của bà con kéo dài thêm hả? Kéo dài? Vậy thì càng tốt chứ sao? Nhưng mà nương tử à, mùa lũ mới vừa qua thôi, bà con vẫn chưa khôi phục lại mùa màng, thì lấy đâu ra bạc ra vàng để mà chữa bệnh hả? Không có bạc không có vàng thì chết. Đúng không? Sao vậy? Chàng phải nhớ là tất cả cái gì của chàng là của thiếp. Cho nên ý của thiếp là ý trời. Nàng vẫn còn thức hả? Chàng thấy nương tử của mình đêm khuya vẫn thức đợi chàng về, không phải chàng nên vui mừng hay sao? Sao lại lấm la lấm lét như vậy? Hay là chàng lỡ gặp ai không nên gặp, làm những chuyện không nên làm? Mời cô gia dùng trà. Khuya rồi, uống trà mất ngủ, rồi cái mất công chàng lại nghĩ tới những cái chuyện khuất tất nữa. Uống đi. Dạ. Ủa vậy là tối nay mình mất ngủ hả ta? Nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Ta về trễ là ta có lỗi, nàng bỏ qua nha. Thật ra là ta tới nhà của lão thân thăm khám cho con trai của lão. Vì là chỗ thân tình với mẫu thân ta nên họ mời ta ở lại dùng bữa, để nương tự phải lo rồi. Có đúng như vậy không? Đúng không? Ủa, tiểu thư hỏi con hả? Ờ, dạ đúng 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 đúng. Nếu như mà chàng đi gặp ai, làm gì cũng chịu khó nói với thiếp, thì thiếp đã đỡ mất công sai con sen để mắc tới chàng. Đúng không? Đúng. Ta không có hỏi ngươi. Ra ngoài. Dạ. Ta mệt rồi.
chàng đang giận thiếp chuyện lúc nãy, hay là đang bận tương tư tới bóng hình của ai đó mà giờ này còn trầm ngâm ở đó vậy? Ta chỉ thấy hơi khó thở, ngột ngạt, nên muốn ra đây ngắm sao một chút. Thôi, để ta đưa nàng vào phòng, cũng canh ba rồi đó. Sao không? Để ta đỡ cô dậy. Nè, qua đây. Ngồi xuống. Đa tạ huynh. Cô đáng chịu đau nha. Được rồi đó, cô thử cử động chân coi có đỡ hơn không. Dạ. Cẩn thận. Không. Vậy là ông trời muốn ta đưa cô về rồi đó, nên mới khiến chân cô bị như vậy nè. Tôi đa tạ công tử nhiều nha, nhưng mà tôi tự đi về được á. Ý là sau khi công tử chữa khớp cho tôi tự đi về được. Chỉ sợ tới lúc đó trời đứng bóng rồi, với lại chân của cô cần phải được đắp thuốc đó, chứ để vậy không tốt đâu. À, tôi tên Giang Trọng, hành nghề thầy lang ở làng Tiểu Mộc á. À, tôi là Mai Liên, tôi sống ở làng Đại Mộc gần bên đây nè. Đại Mộc hả? À, vậy tôi đưa cô về là tiện nhất rồi đó, hai làng cũng không cách xa nhau mấy. Thôi, đừng lo nghĩ nữa, để tôi đưa cô về. Ngày nào sổ sách cũng trống trơn như vậy, muốn ta chết hả? Đồ chủ cả đâu sao không thấy ở đây? Dạ thưa tiểu thư, ngày nào cô gia cũng lên rừng hái thuốc hết trơn đó. Bình thường trễ nhất á là đi cũng tới giữa giờ ngọ mới trở về, vậy mà sau này không biết tại sao mà đi thường tới chiều tối mới trở về. Để con á bơ vơ một mình ở đây, vừa giả thuốc vừa phơi thuốc, nhận bệnh, làm tất cả mọi thứ, bởi hơi tai luôn vậy đó. Vậy ngươi có để ý thái độ của chàng khi trở về như thế nào không? Tiểu thư nói con mới nhớ đó nha. Mà có khác nha, cô gia vui nhiều hơn trước nè, còn cười một mình nữa chứ. Ủa mà có khi nào cô gia mắc một căn bệnh lạ không? Muốn biết chàng có bị bệnh hay không phải bắt mạch được, còn muốn biết chàng đang làm gì thì phải bắt được manh mối. Dạ. Lẹ. Dạ. Từ đây về sau ngươi phải theo sát chàng cho ta, sau đó báo cho ta nhất cử nhất động của chàng, rõ chưa? Dạ. Thank you.
Mình đi tiếp nha. Dạ. Để ta. Dạ con bóp da cho tiểu thư nha. À, tiểu thư sao vậy? Con bóp bên đây nha. Cút ra ngoài. Dạ con ra ngoài. Đi ra ngoài cho ta. Dạ vậy thôi con ra ngoài nha. Nương tử. Nương tử hả? Nương tử hả? Chàng còn biết đường về hả? Chàng còn biết ta là nương tử của chàng hả? Khi chàng tới đây, khi chàng bước vô căn nhà này, chàng chỉ là một tên rách rưới nghèo hèn. Tất cả những thứ hôm nay mà chàng có đều là ta cho chàng. Tại sao? Tại sao? Tại sao chàng lại có thể dàn dầm như cái loại đàn bà đó? Nó chỉ là một cái con cùng đinh mạc hạng ở làng Bơ thôi. Được, hôm nay ta cho chàng lựa chọn. Chàng bước chân ra khỏi cái nhà này thì đến một cái dễ rách cũng đừng hòng mang đi. Công danh, sự nghiệp, danh dự, tất cả đều sẽ tan biến hết. Để ta xem, rồi chàng giả cùng đinh mạc hạng đó có thể bảo bọc được cho bà mẹ già bệnh hoạn triền miên của chàng hay không. Ta xin lỗi. Xin lỗi? Chàng làm những chuyện đó rồi xin lỗi ta? Chàng không có quyền để nói là xin lỗi chàng.
Người ngồi dậy uống thuốc đi. Mẫu thân, không thể sống như vậy được nữa. Ta phải lựa chọn thôi. Mai Liên. Văn Trọng, sao bữa giờ chàng không tới gặp thiếp? Không thấy chàng, thiếp nhớ chàng lắm luôn á. Chàng ngồi xuống đây. Tay của chàng bị sao vậy? Ta bị ấm trà rơi trúng thôi, không sao đâu. Ấm trà thì làm sao mà rơi trúng cánh tay được như vậy? Có phải là do nàng ấy? Không, là do ta bất cẩn. Mà thôi, đừng nói tới chuyện này nữa. Hôm nay ta đến đây gặp nàng là gì? Văn Trọng, thiếp có mang rồi. Sao? Là con của hai chúng ta đó. Thiếp biết nó vốn dĩ không nên tồn tại ngay lúc này. Mai Liên, nàng nói gì vậy? Ý nàng là sao? Thiếp sẽ bỏ nó. Không, không thể được. Nó là một sinh mạng đó. Ai cũng có quyền được sinh ra và được sống mà. Đúng, nó được quyền sinh ra, nhưng mà nó đâu có được nhận mặt phụ thân của nó đâu. Mai Liên, nàng bình tĩnh lại. Ta hứa với nàng, ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này thật là êm xuôi. Ta nhất định, nhất định sẽ không để con chúng ta phải mồ côi đâu. Nha. Không muốn mất những thứ mình đã khổ công gây dựng bấy lâu nay. Mình và Mai Liên thật lòng yêu nhau. Mỗi lần bên cô ấy mình mới thật sự là chính mình. Làm sao để giữ được sự nghiệp và tình yêu đây? Đây là loại thảo dược mới hả cậu? Loại này rất đặc biệt và hiếm. Người uống vào sẽ không có dấu vết của việc bị đầu độc. Tác dụng của nó sẽ khiến cho người uống nó chết dần và có dấu hiệu của việc bị đột tử. Ghê vậy cậu? Đi làm việc đi.
Dạ. Nương tử, nàng thức rồi hả? Ừ. Chuyện vừa rồi ta biết là mình sai, nàng tha lỗi cho ta nha. Dù gì thì chúng ta cũng là phu thê bao nhiêu năm nay mà, đúng không? Ta hứa với nàng, ta sẽ không bao giờ làm nàng thất vọng nữa đâu. Như vậy có phải tốt không? Chàng ngoan ngoãn như vậy, ngày tháng sau này tốt hơn rồi. Đa tạ sự rộng lượng của nàng. À, ta có cho sâm vào nước, nàng uống đi cho khỏe. Chàng để đó đi. Thôi, ta có việc ở ngoài tiệm thuốc, ta đi nha. Nàng nhớ uống đó. Tại sao thi thể của Kiều Như lại mất tích? Ai đã làm chuyện đó? Văn Trọng. Hả? Mai Liên, sao sao nàng lại ở đây? Vừa rồi có người đưa cho thiếp lá thơ này, chàng xem có phải bút tích của phu nhân chàng không nè. Đúng rồi, đúng là bút tích của nàng ấy. Ai, ai đã đưa cho nàng lá thơ này hả? Là một người lạ. Trong thơ viết muốn hẹn gặp thiếp, nhưng mà chẳng phải phu nhân của chàng đã chết rồi hay sao? Dạ thưa, có người gửi. Ờ. Dạ. Đây là chiếc vòng của ta tặng cho nàng ấy. Lúc mà nàng ấy mất vẫn còn đeo nữa mà, sao bây giờ nó lại ở đây? Vậy là trong chuyện này đã có quẩn khúc gì đó. Hay là nàng ta chưa chết? Kiều Như ơi, Kiều Như, tôi đốt vàng mã cho cô rồi, cô đừng có quay về hù dọa tôi nữa. Thiệt lòng á, tôi không có muốn hại cô đâu, mà do cô ép tôi. Nếu ngày đó mà cô không uy hiếp tôi thì mọi chuyện sẽ không như thế này đâu. Con của phu quân ngươi biết ngươi tư tình với nhân tình của ngươi, cho nên đe dọa khiến cho ngươi nảy sinh sanh hận, rồi đầu độc, cuối cùng đổ tội cho phu quân của cô ta, có đúng vậy không? Dạ bẩm quan, dân phụ biết phu thê con gái dân phụ không được ấm êm, lại nghe người hầu nói cô gia có tình nhân ở bên ngoài, vậy nên dân phụ mới giết cô ta chứ gì, rồi đổ tội cho phu quân cô ta, có đúng vậy không? Ừ.
Kiều Như, nghe dì nói này con. Còn cái gì để nói nữa? Dì làm vậy tư cách gì nói với tôi? Dì xin lỗi, nhưng mà Kiều Như, con đừng cho ai biết hết nha. Dì năn nỉ con đó nha con. Thôi đi mà con, đừng có giận dì nữa. Nè, dì có đồ tặng con. Dì dùng rồi, tốt lắm nên dì mới mua cho con đó. Tốt thiệt sao? Có bao giờ dì tốt với con vậy đâu. Thôi dì cứ để đây, dùng hay không mới là tùy con. Nhưng mà tất cả tội lỗi độc ác của ngươi cuối cùng rồi cũng bị phát hiện. Quả ra những hiện tượng lạ như là lá thư hay là chiếc vòng đều là do bà bày ra đúng không? Không, ta không làm điều đó. Chính ta làm. Là ngay. Bởi vì ta muốn truy tìm ra sự thật hung thủ là ai, cho nên ta mới tương kế tựu kế với Mai Liên để tìm ra sự thật ngày hôm nay đó. Vậy là nàng tiếp cận ta là gì? Có mục đích sao? Vậy chỉ còn cái thai, cái thai thì sao? Tất cả chỉ là một vở tuồng. Giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì hết, và cũng không có cái thai nào hết. Còn ngày hôm đó, thực chất nước ngày hôm đó ngươi uống là do ta có tẩm thuốc mê vào đó. Mai Liên, sao nàng đối xử với ta như vậy hả? Ngươi có còn nhớ có một người đàn bà nghèo ngày hôm đó đến phụ của ngươi để bốc thuốc đem về cho phu quân của cô ta chứ? Ở đây đâu phải là cái cổng chùa mà đến lấy thuốc từ thiện. Không có ngân lượng thì khỏi lấy thuốc. Dạ. Đường tử à, phu quân của thẩm ấy đang rất là nguy cấp. Nếu mà không có thuốc thì ta e là chết. Biết đâu tướng công của cô chết sớm á, lại là một cái niềm hạnh phúc cho gia quyến thì sao? Nàng là ta là muội muội của tỷ ấy.
Nếu như ngày hôm đó không phải vị nương tử của ngươi ngăn cản, thì tỷ ấy đã có thể mang thuốc về cho phu quân, và họ đã không phải chết rồi. Tỷ tỷ. Muội. Thuốc đâu rồi tỷ? Tỷ có xin được thuốc không? Dạ, bẩm đại nhân, có Mai Liên cầu kiến. Cho vào đi. Dạ. Dạ thưa quan. Có chuyện gì mà ngươi đến đây để gặp ta vậy? Dạ thưa quan, con có cách giúp người sớm tìm ra hung thủ. Tìm ra hung thủ à? Dạ. Thì ra đang tiếp cận ta là để trả thù cho tỷ phu và tỷ tỷ của nàng à? Ta chỉ là muốn đòi lại công bằng cho tỷ phu và tỷ tỷ của ta thôi. Như vậy nơi chính suối tỷ mới được yên lòng. Bà Tâm. Dạ. Vì muốn che giấu tội lỗi tư tình của mình, hãy chết con riêng phu quân, đổ tội cho người khác. Chứng cứ đã có, tội ác rành rành, giết người phải đền mạng. Mày đâu? Dạ, dạ. Mang bà ta vào trại giam để chờ ngày hành hình. Dạ, dạ. Đứng dậy, đi. Đi, đi. Mời hai người đứng lên. Dạ. Dạ. Đa tạ. Kính thưa bà con, kể từ ngày hôm nay gia đình tôi xin phát tâm khám bệnh miễn phí cho bà con. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Bây giờ mọi người hãy xuống đây ngồi, từng người một sẽ được khám. Ai tới sao chịu khó đợi nha. Dạ, dạ, dạ.